Đây mới là loa tép chống cháy 100%, chống cháy tốt nhất thế giới. Những anh em mua phải những hàng cỏ, hàng mã mà hay bị cháy hay xịt thì anh em cứ mua hàng mã hết một vòng đi rồi quay lại chúng tôi mua hàng xịn nhá, chống cháy 100%. Các ông cứ mua tép hàng mã, hàng rẻ rồi về hát 3 bữa nó cháy nó xịt thì lại quay lại chúng tôi hỏi loa này liệu có chống cháy thật hay không, mở to có cháy không, đủ các câu hỏi về cháy xịt làm chúng tôi trả lời mỏi mồm. Đây mới là loa tép chống cháy 100%, bảo hành 1 năm, chống cháy tốt nhất thế giới. Còn những anh em mua phải những hàng xịt này, để hàng mã này, thì anh em quay về đấy mà khóc, quay về chỗ mua mà khóc. Chứ còn chỗ chúng tôi toàn khách VIP thôi. Đấy nhá. Cháy là quá khứ rồi. Mẹ cha lên hỏi cơn. Những cặp tép đẳng cấp là phải có chế độ chỉnh tép và siêu tép như thế này. Đây là những cặp tép tiên tiến nhất thế giới. Còn những cặp những loa tép mà không có hệ thống chỉnh như thế này thì gọi là loa tép bình dân. Đấy, đây là một cái nâng cấp tiên tiến nhất từ trước đến nay. Chống cháy 100%. Đây là cặp tép 350. Phễu này là 12 x 12. Chiều cao tổng của cặp này là 16 phân. Này là mẫu 350. Côn 3,5 từ 9 cm, trang bị hệ thống chống cháy, khung bằng gỗ, bằng ván ép công nghiệp loại xịn. Đây. Loa tép chống cháy 100% nó phải như thế này, có hệ thống chỉnh tép và siêu tép để tăng cái hiệu suất âm tép lên gấp đôi, gấp 3 lần loại tép thông thường. Đây mới gọi là loa tép chống cháy. Đặc biệt đây là phễu nhựa, chống chuông chùa âm tép, chống ngân tin nghiêm song nồi, thật âm 100%. Riêng phễu nhựa nó không bao giờ nó bị phản dội. Nhựa êm ái, triệt tiêu phản dội pin nghiêm song nồi, pin nghiêm chuông chùa. Đây là cặp 350, chống cháy 100%. Như thế này thì nó gọi là đầy đủ và đẳng cấp cho một cặp tép tiên tiến nhất mọi thời đại. Số 1 tại Việt Nam chính là những cặp tép tiên tiến, có thể tạo mọi chất âm đẳng cấp, tép và siêu tép kết hợp, tép và siêu tép song song, để tận dụng tối đa hệ tép. Nên là đây nó là một cái những cặp tép tuyệt vời nhất được thiết kế và nâng cấp. Mẫu tép 600k chân gỗ cực đẹp, 600k một đôi bao ship. Đây là mẫu 250 củ 500 xịn. Anh em về test ok thì thanh toán. Phễu 12 x 12, chiều cao là 16 phân. Đây là cái bản là thay thế cho 600k chân sắt đời đầu. Dây thì làm dây sẵn 1 mét rồi nhá. Loại này có thể dùng cho các loại loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Bắt 20 đến bắt 50 đều ok. Đây là loa tép chống cháy 600.000 một đôi. Con này có hai màu các bạn nhá. Màu đen đây. Màu đen này và màu gỗ. Anh em về test ok thì thanh toán. Có thể dùng cho các loại loa bốt, loa cây, loa đứng, loa nằm, BMB các kiểu. Những anh em hay cháy tép, xịt tép thì liên hệ bên mình nhá. Số điện thoại trên màn ảnh. Anh em về test ok thì thanh toán. Đây, dây là làm dây sẵn 1 mét rồi. Về anh em đấu đít loa, đít âm đi, đít cục đẩy là được. Ok. Đây là côn 2,5. Đây mẫu chân gỗ cực đẹp. Tép đặt nóc nhá. Đấy, anh em muốn hay chất âm sắc nét thì liên hệ bên mình. Này ship hàng toàn quốc, hàng bảo hành 1 năm. 600.000 một đôi, bao ship. Chân gỗ cực đẹp luôn. 600.000 một đôi. Đây mới là loa tép chống cháy các bạn nhá. Củ 500 cực xịn. 600k một đôi. 600k một đôi tép chống cháy, củ 500 xịn. Chân gỗ. Phần tần lọc âm lọc chói đầy đủ. Củ từ 8 cm, côn 2,5. Đây là cặp tép 1 triệu một đôi bao ship.
phễu này 12 x 12. Tép có hai chế độ chỉnh tép và siêu tép. Đây. Gạt lên là siêu tép này. Gạt xuống là tép này. Loa tép nó phải như thế này mới gọi là loa tép chống cháy nhá. Chạy cho âm ly hai sò, loa kéo, âm ly, cục đẩy đều được. Bật 20, 25, 30, 40, 50 đều ok. Đôi này là nó chuyển từ cái đôi 1 triệu khung sắt đấy nha. Thì chuyển sang gỗ là như thế này. Nhưng còn chất âm thì mình thử cho anh em rất nhiều rồi. Đôi này đấy. Đấy, tiếp nó phải như thế này nha. Cho anh em quan sát kỹ này. Đều hai chế độ chỉnh hết. Đây có trang trí rất đẹp. Bên dưới thì có cao su giảm chấn nha. Đấy, đây cao su đây. Đấy, nha. 1 triệu.